Theo dõi hoạt động của kỳ họp bất thường lần thứ nhất Quốc hội khóa 15 những ngày vừa qua, cử tri và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đánh giá rất cao tinh thần làm việc trách nhiệm, nỗ lực không ngừng của Quốc hội khóa 15 trong tổ chức kỳ họp bất thường đầu tiên, một kỳ họp chưa từng có tiền lệ trong lịch sử hoạt động của Quốc hội. Kỳ họp bất thường của Quốc hội lần này diễn ra trong bối cảnh cả nước cơ bản kiểm soát được dịch bệnh và bắt đầu quá trình phục hồi. Riêng thành phố Hồ Chí Minh, địa phương bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt dịch lần thứ tư, đời sống của người dân và doanh nghiệp đang cần trợ lực để phục hồi. Do vậy, đối với cử tri và người dân thành phố Hồ Chí Minh, những quyết sách quan trọng tại kỳ họp bất thường lần này sẽ tác động đến từng người dân và doanh nghiệp thành phố. Quốc hội và chính phủ trong thời điểm này lại tổ chức một kỳ họp bất thường là rất là có ý nghĩa đối với lại nhân dân và đối ý nghĩa với lại đất nước. Trong 4 nội dung quan trọng được thảo luận và dự kiến thông qua tại kỳ họp lần này, dự thảo nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để đối phó với dịch bệnh COVID-19, khắc phục những thiệt hại, phục hồi và phát triển bền vững kinh tế xã hội, phục hồi thị trường lao động, giải quyết các vấn đề an sinh, phúc lợi xã hội. Đây là một cái gói hỗ trợ có thể nói tầm cỡ tới 300.000 tỷ và để giải quyết trong năm 2022 và ngày qua, để cái gói này đủ sức để vực dậy cái nền kinh tế, thì tôi cho rằng nó ý nghĩa của gói hỗ trợ rất là quan trọng mà rất là kịp thời. Nghị quyết là luôn luôn đúng và rất thực tế rồi. Vấn đề còn lại là chúng ta thực hiện như thế nào, và đặc biệt là các cơ quan chính phủ phải thực hiện một cách đầy đủ mà nhanh nhất có thể. Và cơ bản là chúng ta cũng phải đặt ra những cái tiêu chí để thực hiện được những cái gói hỗ trợ đó bằng cái phương pháp như thế nào, bằng cái phương án nào để chúng ta hỗ trợ nhanh nhất đến với doanh nghiệp, và những cái tiêu chí để doanh nghiệp nào có thể hưởng được cái gói hỗ trợ đó. Đối với cử tri và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, việc triển khai các gói hỗ trợ từ nghị quyết này vô cùng ý nghĩa, thúc đẩy phục hồi kinh tế đúng như mục tiêu mà hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh khóa 11 đã đặt ra.